です。右、塩玉と、麺はグルーブライディス、レディセン。As I mentioned before, the most important discourse about meditation is the four foundations of mindfulness. There are five points in their discourse. We have to follow to practice in the primary discourse. Number one is what we call Atapi in Pali. That means we must have energy or we must have effort. When we practice meditation, we must have energy, we must have effort. That is the first one. The second one is clear understanding. That is in Pali, Sampajana. We should clearly understand how to meditate, what are the requirement that is meditation, and so on. So number two, clear understanding. Number three, as you know, mindfulness. Mindfulness. So first one, effort or energy. The second one, clear or thorough understanding. The third one, mindfulness. Thưa Ngài có nói với chúng ta rằng là buổi tối hôm nay Ngài sẽ có một buổi thuyết pháp ngắn. Như những gì mà Ngài trình bày cho chúng ta về căn bản của bốn niệm xứ, và trong đó có năm điều mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất đó là chúng ta phải có sự tinh tấn khi chúng ta thực hành. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải cần phải có sự hiểu biết rõ ràng. Và cái thứ ba là chúng ta cần phải có chánh niệm. Đó là ba cái điểm, ba trong số năm điểm mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Okay, the three just mentioned say in English, three dues. And in that discourse, Buddha also mentioned two doors. Whenever we practice meditation, we have no feeling of like or dislike. Two doors, like and dislike. Even you can practice meditation well, you do not feel, you do not attach it. That is, you should not attach it because of your meditation concentration, your focusing. You may attach your meditation technique, you may like your meditation method, but do not dish, do not like. Just do it, that's all.
On the other hand, you should not dislike. Religious technique, you should not dislike it, whatever you practice, the religious technique is. So do don't is like and dislike. Because we meditators are not judge. We should not make judgment. We meditators are just observer. Observe it as it is. Just witness as it is. Within and out. Just witness it. Just observe it. Do not judge, I like this or I do not like that. I like that or I do not like this. Do not judge. These are two tones, like and dislike. So Buddha himself taught us during the meditation, three tones and two tones. Three tones are energy or effort, thorough understanding, well understanding, and mindfulness. Two don'ts are, do not judge, like or dislike. They are five principles. Three do's and two don'ts. Taught by the Noble Buddha in the primary discourses. Thưa quý vị, ba cái điều mà Ngài vừa nói ở trong Kinh Đại Niệm Xứ, ba cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là thứ nhất là tinh tấn hay là gọi là nhiệt tâm, và thứ hai gọi là tỉnh giác, và thứ ba thì gọi là chánh niệm. Và cả ba điều này với một cái mục đích, đó là chúng ta kiềm chế tâm tham và tâm sân. Hay nói đúng như trong kinh, đó là nhiếp phụ tham ưu ở đời. Đây là điều mà trong khoảng thời gian chúng ta hành thiền, chúng ta cần phải lưu ý. Một người hành giả khi mà tu thiền, nếu mà chúng ta thiếu sự tinh tấn, chúng ta tinh tấn không có đúng cách, không phải tinh tấn ngồi, mà đó là chúng ta tinh tấn để áp chế phiền não. Tinh tấn ngồi và tinh tấn áp chế phiền não, đó là hai cái vấn đề khác nhau. Chúng ta tinh tấn không cho ngũ căn của chúng ta mắc cảnh, chúng ta phải tinh tấn phòng hộ các căn. Chúng ta phải tinh tấn diệt trừ những cái tà tư duy. Chúng ta phải cố gắng tinh tấn vun đắp những cái thất giác chi, và sau cùng đó là chúng ta phải gìn giữ những cái gì mà chúng ta đạt được trong cái hành thiền. Rồi trong cái sự tỉnh giác, chúng ta phải biết rằng là cái gì chúng ta nên làm và không nên làm, vỡ hay không nên, khi nào chúng ta nên làm, và chúng ta phải biết cái hành xứ của mình là gì, đó là cái đề mục của mình là gì. Và cái thứ tư đó là chúng ta gọi là bất mê tỉnh giác, có nghĩa là chúng ta phải ý thức được rằng cái điều nào nó là chân đế và nó là thực đế, chúng ta phải phân biệt rõ. Còn đối với chánh niệm thì chúng ta có bốn nơi để mà chúng ta ghi nhận, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Thì với tất cả ba yếu tố này, đó là tinh tấn, tỉnh giác và chánh niệm, giúp chúng ta kiểm soát được hai cái thái độ bất cảnh, đó là tham và sân. Và nói một cách khác, đó là hai thái độ bất cảnh ngủ, đó là thích và không thích. I believe you get an idea on the practice meditation based upon three do's and two don'ts. That is the way meditation is taught. Lord Buddha, Lord Buddha himself. Okay, let us write this
our meditation sections, let us start the meditation section. Today, we are going to practice sitting meditation, walking meditation, whatever you like. Maybe tomorrow, I'm going to teach you, going to share how to practice sitting standing meditation. Okay, let's go our evening section ahead. Maybe at night, evening, yes, maybe night. Và thứ niệm lời cuối ngài nói rằng là ngài tin rằng là tất cả các vị trong đây đã hiểu cách thực hành dựa trên dựa trên hai điều không có nên làm và đây là cách Đức Phật dạy cho chúng ta về cái phương pháp hành thiền. Bởi vì khi chúng ta hành thiền, xin nói thêm đó là hành thiền của chúng ta có một cái mục đích xa, mục đích gần. Mục đích xa đó là để diệt trừ thiền phiền não, nhưng mà cái mục đích gần đó, gần nhất đó là chúng ta áp chế tâm tham và tâm sân. Cái kế tiếp đó là làm sao chúng ta thấy được bản chất của đời sống, đó là thấy tam tướng. Và cái sau cùng đó là khi thấy tam tướng, chúng ta mới nhàm chán đối với các dục. Cho nên cái tiến trình của nó đi là dường như vậy. Và ngày hôm nay, tối nay chúng ta vẫn tiếp tục ngồi hoặc là chúng ta đi kinh hành. Tuy nhiên ngày mai ngài sẽ dạy chúng ta standing meditation, có nghĩa là ngày mai chúng ta sẽ đứng. Dạ, đứng hành thiền cái này hơi khó trong số vị nào, nhưng mà ngài thì luôn luôn ngài nghĩ tại vì cái cách đứng, cái ngoại nghi đứng đó, nó sẽ phù hợp đối với những vị forest monk, những vị thúc tăng cá, những vị hành đầu đà khi không có chỗ ngồi có thể đứng trú mưa để hành thiền được. Cho nên ngày mai chúng ta phải tập hành thiền như vậy. Yeah. The way you